Như đã thành thông lệ, cứ 6 tháng, cộng đồng những người đam mê công nghệ lại được chứng kiến sự ra đời của một sản phẩm công nghệ mới. 6 tháng trước đây, giới tiên học từng điên đảo với sản phẩm V-Bat 9 mới ra lò, đã làm thỏa mãn hàng triệu người tiêu dùng với ưu điểm là giá thành rẻ, công nghệ mới, chất lượng tốt, dịch vụ hoàn hảo. Và ngày hôm nay, sau đúng 6 tháng đánh dấu sự ra đời của V-Bat 9, đúng như lịch hẹn, V-Bat đã cho ra đời ra mắt sản phẩm mới, đó là sản phẩm V-Bat 3G. Thừa hưởng những ưu điểm như cấu hình cao, thiết kế đẹp, tiện lợi dễ sử dụng của máy V-Bat 9 đi trước, hãng V-Bat đã có những cải tiến rõ rệt mang những đột phá trong sản phẩm V-Bat 3G lần này. Về mặt thiết kế kiểu dáng bên ngoài, máy có thiết kế mỏng hơn, gọn hơn so với V-Bat 9 trước đây. Mặt sau được thiết kế với vân gỗ bắt mắt, logo V-Bat nổi bật mặt sau, và điểm nhấn chính là miếng kim loại sáng bóng tạo sự sang trọng cho máy. Nhà thiết kế đã thêm cổng HDMI so với V-Bat trước đây, giúp máy dễ dàng kết nối với các thiết bị công nghệ mới tiên tiến nhất hiện nay như là TV hoặc là máy tính. Cổng mini USB giúp bạn dễ dàng kết nối với bàn phím cắm ngoài. Như ở đây, đó là chiếc bàn phím cắm ngoài với chuẩn cắm là cổng mini USB. Các bạn có thể thấy đây là một chuẩn cắm USB của bàn phím ngoài mà chúng ta sẽ cắm chuẩn cắm USB cắm ngoài vào chiếc V-Bat 3G này. Việc thiết kế cổng cắm mini USB để kết nối bàn phím ngoài giúp các bạn có thể dễ dàng soạn thảo văn bản, lướt web online hoặc là xem phim, làm các thao tác như một thiết bị văn phòng như bình thường. Ngoài ra, về mặt cấu hình thì máy vẫn sử dụng chip CPU bóc chip A10 hay còn gọi là chip Cortex A8, tốc độ 1.0, up to 1.2. Và nếu như bạn là một người ưa thích công nghệ và đam mê tìm tòi khám phá thì bạn có thể nhận ra ngay con chip CPU A8 này tốc độ maximum có thể lên tới 1.8. RAM 512 sử dụng DDR3, bộ nhớ trong 4GB và có hỗ trợ thẻ nhớ SD lên tới 32GB. Đây là khe cắm thẻ nhớ SD bên ngoài, giúp người dùng có thể lưu trữ dữ liệu được nhiều hơn so với V-Bat 9. Cái mới trong thiết kế của V-Bat 3G đó chính là cạc màn hình Dual-Mali 400 2D 3D Core, giúp bạn có thể tận hưởng những game 3D mang lại những hình ảnh sống động tươi nét với độ mịn tuyệt nhất của màn hình 7 inch. Tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là một hình ảnh trong một game 3D, game Float, đua xe ô tô. Các bạn có thể thấy là máy cho hình ảnh rất là sống động, âm thanh trung thực với độ mịn rất cao. Bạn có thể nghe rõ được tiếng gầm rú của động cơ hoặc những cú va chạm kinh hoàng trên đường đua. Đây là một trong số 40.000 ứng dụng mà các bạn có thể tải được trên kho Android Market của máy. Ngoài ra thì máy mới được thiết kế trang bị camera 0.3 megapixel mặt trước và đã có cải tiến là có thêm Bluetooth để thuận lợi trong việc sử dụng trên ô tô hoặc xe hình ảnh với các thiết bị khác như là máy tính điện hoặc là điện thoại. Điểm nổi bật nữa đó là đột phá của 3G, đó là đã thiết kế thêm khe cắm SIM luôn ở trong máy, giúp người dùng có thể gọi điện, nhắn tin hoặc là kết nối 3G. Xin lưu ý với các bạn là máy V-Bat 3G này thì thích hợp với tất cả các nhà cung cấp mạng tại Việt Nam hiện nay. Như các bạn có thể thấy, đây là khe cắm SIM của nhà thiết kế. Việc tháo lắp SIM rất là đơn giản, các bạn chỉ cần cạy cái nắp này lên. Sau đó gắn SIM vô. Sau khi cắm SIM rồi thì các bạn có thể sử dụng chiếc V-Bat này giống như một chiếc điện thoại thông thường. Ví dụ đây tôi có thể sử dụng chiếc V-Bat này để kết nối đến một số điện thoại. Xin chào, có phải công ty cổ phần Lantech không ạ?
Các bạn có thể thấy là tôi đã kết nối được với chiếc máy tính này, chiếc máy tính bảng Mi Band 9 này với một số điện thoại cố định tại Hà Nội. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng chiếc máy tính này để nhắn tin, chat Facebook, Yahoo hoặc là vào Facebook để kết nối với bạn bè khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra một điểm tiện lợi nữa của chiếc máy Mi Band 3G này đó là các bạn có thể vào 3G trực tiếp luôn trên máy. Những bạn có thể thấy đây là cột sóng 3G. Và bây giờ tôi sẽ vào máy bằng kết nối 3G này. Các bạn nhìn wifi đã được tắt. Đây là một trang báo mạng VN Express mà tôi đã vào. Các bạn có thấy máy vào rất là nhanh. Ngoài ra trong đây thì các bạn có thể phóng to một bài báo hoặc là thu nhỏ bài báo lại để dễ dàng tiện lợi trong quá trình các bạn sử dụng. Các bạn thấy đây là sóng 3G, mặc dù tôi ngồi trong một phòng kín, phòng làm việc rất là kín, nhưng sóng 3G hiện tại rất là nét và căng. Ngoài những tính năng gọi điện, nhắn tin thì các bạn có thể sử dụng chiếc máy tính bảng Mi Band 3G này để đáp ứng tất cả những yêu cầu về văn phòng như là soạn thảo văn bản, tính toán Excel hay là đắm chìm đam mê vào những trò game đua xe, đào vàng hay là xếp kim cương. Ngoài ra máy còn được trang bị thêm cả bản đồ. Như các bạn thấy đây là bản đồ của Hà Nội. Trên đây các bạn có thể nhìn rất là rõ đường Đinh Tiên Hoàng, đường Lý Thái Tổ và đây là Hồ Hoàn Kiếm. Máy còn được trang bị hệ thống GPS dẫn đường, điều này rất là thuận tiện cho những lái xe ô tô, giúp các bạn có thể không phải đi lạc đường trên những quãng đường xa này. Các phụ kiện đi kèm với máy bao gồm đó là dây chuyển đổi từ cổng mini USB. Như bạn thấy, nếu cắm dây chuyển đổi vào đây và cổng mini USB 2.0 của máy thì các bạn có thể cắm thêm được chuột không dây, bàn phím không dây hoặc là tất cả thiết bị ngoại vi khác bên ngoài. Đây là cổng USB 2.0 mà đây là dây nối kèm theo máy. Ngoài ra đây là bộ dây nguồn của máy và đây là dây kết nối với máy Mi Band 9 với máy tính. Đây là dây kết nối và đây là tai nghe headphone giúp bạn dễ dàng hơn trong quá trình đàm thoại.